Everybody, welcome to hệ ông vợ cà tới. Thì hôm nay theo lượng lượng đi chơi mới ha, mà chơi mới có 3 ngày, ạc mới lên được hơn tỷ lực chiến rồi. Ôi vậy mà cái ạc này bây giờ nó mới có 1 tỷ tư rồi các bạn ơi. Cái này phải đốc thúc tiến độ ở bên ạc chính lên quá. Ạc này ngày xưa cũng đâu có tính được chơi đâu. Tự nhiên cái ngồi cái nghịch cái lực chiến lên ngon quá. Cái ok thôi chơi luôn. Rồi tới giờ luôn các bạn ơi. Ok. Ủa bảo trì xong chưa ta? Chỗ của heo là bảo trì hoàn tất, chốt top. Rồi gộp server thành công, đổi tên, xóa nhân vật anh em, tạo tên, xóa nhân vật dưới 200 nè hả? Ok. Ủa gộp từ 35, 36, 37, 38, 39. Ôi, gộp một cái dài đấy chứ. Ok, ủa ta tưởng đâu là cũng có gộp ở chỗ server của heo 33. Trời, tính lên kiếm code các bạn ơi. Ok, rồi, không có code. Ok, rồi, vậy cũng được rồi. Ok, cắn hết cái đống này nè. Rồi, ghép lại nào. Ok, mẹ thôi. Ủa, thiếu hả? Ở đây ghép được nè. 13. Ok. Này gói nguyên liệu gì hả? Ok, ghép lên nguyên liệu. Đó, ghép đồ event rồi các bạn ơi. Ok, rồi hết rồi. Thần khí hả? Thần khí bao nhiêu đây? Wow. Ơi, lấy cái không? Lấy thử không? Ok nè, quan. Để ta coi đem thần khí vô xài được hay không. Sử dụng đấu khí giai cấp bậc không đủ nè ha. Không đủ. Trời ơi. Đấu khí, ủa làm sao để tăng đấu khí lên ta? Đấu khí tịch duyên. Thôi cái này chắc tìm hiểu sau đó, các bạn ơi. Ôi 30 vạn rồi. Ngon, mua được thêm mấy cái ở đây nữa. Mấy viên ở đây nữa. Được 3 viên. Wow. Ngon. 3 viên. Ủa ở đây 50.000, ở đây 29.000 à. Ok, ôi gán để dành mua cái này nữa nè các bạn ơi. Trời ơi. Đánh liên server mới có cái này hả? Rồi đâu rồi. Nào. Nếu còn cái điểm danh, đúng rồi, điểm danh hoạt động phúc lợi ông ơi, đây. Ok. Trời ơi, điểm danh lấy đá 20. Ôi. Full bộ đá 20 bồ ơi, ngon. Trời ơi, thơm. Full bộ đá 20. Mở hết cái đống này ra luôn nè, đó. Ui, skin đồ ha. Ok, ui, ngon vậy. Wow. Rồi. Ok, đan đồ ha. Chân đan đồ ha. Ở dưới này nữa hả? Ok luôn. Còn không ta? Hết rồi. Đây, danh vọng nè hả? Ôi, danh vọng nè hả? Rương cẩm y. Ôi, 25 rương. Thần thú đồ hả? Trời ơi. Tỏ kỵ đồ hả? Cánh đồ hả? Đây chưa đủ các bạn ơi, nhiều quá. Rồi, tạm thời để nó đi. Trời ơi, 4 ức, 4 tỷ. Man. Trang bị thăng cấp dung luyện đồ bớt đây. Phân giải, ok. Để
thể là cây tím còn nhiều phần giải hết. Rồi con rồng. Ôi mấy cái đồ này nhiều vậy bộ. Ngon 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 rất nhiều luôn. Trời ơi. Ôi hần cung luôn nè mấy ông ơi. Ủa đâu rồi? Đây. Ôi một cây hần cung nha. Ngon. Thì dòng sáng đuôi cáo chín đuôi. Ôi nhiều đuôi nha. Lâu rồi không có vô chăm chút cái đống này. Ê. Đó hổm gà heo lo heo nâng cấp bên kia không? Bên này bỏ bê quá mà. Ok. Ôi cung này nhìn cũng đẹp nè mấy ông. Ok luôn. Đó mấy cái này cũng tăng lực chiến lắm này nha. Nhưng mà đợt trước nâng hết rồi, nay thì không còn gì để nâng trong này nữa. Ôi lão trư. Ôi ngầu đấy. Bét. Ôi mấy con bét này lấy đâu ta? Ui bi mát. Wow. Ok ngộ không. Ôi dễ thương dễ thương. Nhưng mà mấy cái này lấy ở đâu ta? Không phải mà dễ lụm mấy cái này đâu. Ok gì thánh hải bậc ấy hả? Ok men ơi con này xấu quá. Ok nè coi là lão trư cái nè. Cái này chắc trong mấy gói event đồ mới có quá. Ok ok rồi để đây đi rồi tiếp gọn mấy cái này lại hơi để thấy mấy kim nguyên bảo là thấy vui rồi. Này ở sau một nồi à chưa. Ôi hư khổ. Tiếp cho gọn lại. Thương khố cũng còn rộng. Phân giải. Ok. Ủa mấy cái này thiệt luôn á. Đi lụm mấy cái này làm gì ta? Mấy cái này đâu có xài đâu anh em. Trời ơi. Phân giải. Trang bị làm cái gì? Hai chiều tao bán hết cái đống là dị quả này luôn mới được. Rồi, ôi đá 17 hả? Wow. Ok, 17 thì nâng lên 18. 19 luôn hả? Ôi, được một viên 19 luôn. Hey, ở đây thì 4 ức hả? 4 ức để từ. Ok, 4 ức thì để heo hạ xuống bớt. Ở đây thì heo sẽ đi mua. Quay, để vô coi đá coi mới được. Ok. Đây, đá. Bảo hành 19 nè. Bỏ đi, giờ ai còn xài 19 nữa bồ. Trời ơi, hồi nay 20 được nè. Đó. Đó, giờ là người ta xài full 20. Đó, đó, full 20. Ở đây bao nhiêu? Trời ơi, 19 nữa hả? Bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đi. Bỏ ra, bỏ ra. Ok, ủa, cũng 19 luôn hả? Vậy là hiếu 20, hữu 20 có nè. Vinh quang 20 là không có. HB, hữu 20 là không có nè. Ok ok. Làm hai viên coi nè, đâu rồi. Đổi. Ôi 45 là được 4 viên. Trời ơi. Rồi rồi rồi, đâu rồi? Vinh quang. Đây một viên hữu nè ha. Ok. Một viên hữu bên này nè ha. Đó, để mai chiều ta đổi tiếp hai viên nữa. Đâu rồi. Được quá. Hữu, ở đây hữu đúng rồi. Ở đây hữu vinh quang, bỏ hữu này ra. Bỏ hữu này ra, lấy hữu 20 vô. Đó, ôi gần 2.000 tỷ. Ây. Giờ này còn xài bỏ đi 19 nè. Bỏ
Bỏ đi, bỏ đi. Đó, 19 nè, 19 nè, 19 nè, 19 nè. Ồ. Rồi, bỏ đi. 19 nè, trời ơi, bỏ đi. Đây, 19 nè ha, 19 nè ha, 19 nữa nè, 19 nữa nè, 19 nữa nè. Vinh Quang còn 19 hơi nhiều nha. Vinh Quang, vậy là bỏ, à quên. Vinh Quang bảo hạnh. Vinh Quang bảo hạnh, ok. À, Vinh Quang bỏ tiếp. Còn một viên nè. Rồi hết rồi, hết rồi. Vậy là hữu bảo hạch là 19 hơi nhiều nha. Hữu hữu này hữu bao nhiêu nè, hữu hường. Cũng hữu hường luôn. Hữu phần trăm là lên 19 có nè. Là hai cái hữu hường các bạn ơi. Hai viên hữu hường nha. Rồi đi làm hai viên hữu hường lên 19 nè ha. Đúng rồi, đây. Hữu bảo hạch. Đúng rồi, hữu hường. 99. Ủa? Ủa, 4 ức hả? Trời ơi, tôi tưởng đâu là nhiều đậu xanh. Trời ơi, 4 ức mà heo tưởng đâu là 40 ức. Thôi được rồi, làm được một viên hũ 19. Ok. Thôi vậy cũng vui rồi các bạn à. Ơ, cái này ghép lên được nè. Lên được 2 viên. À, ok. Rồi. Biết chừng nào mới sử dụng được đồ ấy nữa. Đó. Rồi được một viên rồi đó anh em ơi. Được một viên 19 rồi đó. Hữu hường 19 nè. Okay. Rồi đâu rồi. Đào bảo. Hữu bảo hạch. Đúng rồi. 99. Rồi một viên. Ok. Ghép. Mười tám. Được một viên 19. Ê được. Ồ được 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 nha. Được nha. Được 5 viên 18. Vậy là được thêm một viên 19 nữa. Dạ, ôi, bên này được một viên 23 nè. Ôi. Ôi, được một viên 23 nè. Khoan, khoan, cái viên này 500 lần hả? À, phát hưng chuẩn. Ồ. Ôi, nhưng mà viên này thảm nổi đâu. Ok, chỉ mua được có một viên này thôi. Ok, ôi, hữu bảo hộ 23. Ôi, ngon ngon. Một viên đá 23. Nhưng mà trước tiên thì cũng phải vô đây mua. À đây, hũ hơn. À 500 viên nữa. Ghép. Ok. Đó, được một viên 19. Trời ơi, thảm vô. À khoan, trước tiên mà lên coi thì chúng ta đến cái thông tin server nữa. Quên nữa. Đây, game tiên kiếm kỳ hiệp ha. Đó. Phiên bản G-Mobi, phiên bản tỷ tỷ lực chiến nha. Khai mở server 42, chuẩn bị ra server mới rồi. Đó, nói chung là chuẩn bị có server mới đó. Nhưng mà chưa biết, hình như là sáng chủ nhật các bạn ơi. À, game là nhóm có hơn 1.000 thành viên nè ha. Đang mở thêm nhóm thứ hai này vì full rồi. Ấn hồn chưa? À, đây, công bảo hạnh, thủ bảo hạnh, thủ bảo hạnh. Hữu hữu bảo hạch này. Hữu 18, 19. Hữu phần trăm đâu đây? Bỏ đi. Nào, hữu này vô nè. Ôi, ôi, một viên hữu 23. Nó lên được cho chúng ta là ôi.
hồi nãy là hai. Khoan từ 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 nè, nó bỏ đi nè. Là hai bằng cái hũ 19 nè ha. Đó. Ủa, khoan từ từ. À, bỏ đi. À, hũ 19 cũng còn có 4 cái à. Là ở đây chúng ta có 2 tỷ mấy nè. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Đó. Là 2 tỷ 297 tỷ. Ủa là 2.297 tỷ lực chiến. Đó. Vậy á, mà từ từ. Quay. Em sẽ xuống đây heo cắn, heo bỏ mấy cái viên đâu rồi. Hũ 19 luôn. Ở đây hũ bỏ đi. Ôi, cái gì? Có 5 viên hũ 19 này hả? Ủa hồi nãy ta lấy đâu ra 5 viên hũ 19 dữ vậy anh em? Ơ hay, đâu nhiều vậy? Đây, bỏ đi. Ok, mà cứ lên full 19 trước đi ha. Rồi. Từ từ cái mình lên 20 sao. Rồi ok, full rồi đó. Đó. Rồi, đang bao nhiêu đây? Đang 2 tỷ rưỡi nha. Hay ở gì 2.483 tỷ. Rồi. Bây giờ vào ép viên đá 23 vô. Đâu rồi, xuống dưới này đi. Cái hũ phần trăm đâu ta? Đây hũ phần trăm nè. Bỏ hũ phần trăm đi. Ôi cái hũ này vô. Ôi. Hào quang sáng chói luôn các anh em ơi. Ngon lành. Nói gì bây giờ? Ôi. Ok. Để nâng mấy cái này hiếu hả? Ngon đấy chứ. Tôi nói là quá ngon luôn. Hai, bốn, sáu, tám, chín. Đó, đây là 1 tỷ nè. Đó, 3.440 tỷ lực chiến. Quá đầu á. Bỏ máy bay, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Mai chiều lên thêm vài viên 20 nữa là đẹp. Rồi gán kiếm ít viên 23 nữa là đẹp. Ủa mà giờ 23 hết rồi đúng không? Qua tuần sau mới có nữa đúng không ta? Đúng rồi, đây đúng rồi, viên 23 hết rồi. Hôm nay đã bán hết. À vậy là mai nó có lợi. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye. Ui, con này cũng mua được nè. Thôi để từ từ đi. Ôi, đá 18. Ok, bye bye.